Cái việc mà các bạn đọc nến, cái việc mà các bạn nhìn vào những cái nến nó đóng vai trò thực sự rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nến đấy nó thể hiện rất nhiều những điều trên thị trường, cái lực mua như thế nào, cái lực bán nó như thế nào. Và hai nữa, khi các bạn nhìn được về nến, các bạn sẽ không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào những cái công cụ, những cái con robot hay là những cái chỉ báo màu mè, những chỉ báo phức tạp ở trên thị trường. Chào mừng các bạn quay trở lại với Eminvest, mình là Minh. Và ở trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình đã đưa ra những cái nhận định và đưa ra những cái phân tích. Nhưng mà đặc biệt hơn, đấy là khi mà mình chỉ sử dụng điện thoại mà thôi. Vậy thì dừng lại ở đây một chút, tại sao lại có video này? Bởi vì mình biết đến thời điểm hiện tại có rất nhiều người trong chúng ta trong cuộc sống nhưng mà gắn liền với điện thoại. Tuy nhiên điện thoại nó có một cái nhược điểm khá là lớn khi các bạn thực hiện đưa ra nhận định và đưa ra phân tích. Thứ nhất là các bạn không thể cài được quá là nhiều cái chỉ báo phức tạp. Thứ hai là do cái màn hình của điện thoại nó có kích thước, nó có hạn, nên chúng ta không thể nào cho có một cái bức tranh tổng thể với cái nhìn nó toàn cảnh về thị trường như các bạn ở trên máy tính được. Vậy nên cái chiến thuật ngày hôm nay là một cái chiến thuật mà mình giúp cho các bạn có thể nhìn rõ được những cái diễn biến ở trên thị trường và có được những cái điểm entry nó thực sự rất là tốt. Nhưng bù lại nó không quá phức tạp mà thậm chí chúng ta có thể nói nó khá là đơn giản. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, thì các bạn để tham gia ở trong nhóm Eminvest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Và bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969156969. Bên cạnh đó, nếu các bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích chơi vàng cũng như các loại tiền tệ thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những cái người bạn của mình, ví dụ như là app tổng hợp tín hiệu về vàng dầu US30 thì các bạn có thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video cho ngày hôm nay. Chiến thuật hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nó có tên khá là đơn giản thôi, đấy là Break và Retest. Vậy thì cái tên của chiến thuật này nó đưa ra cho chúng ta cái hướng mà chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi giá nó phá qua khỏi những cái vùng hỗ trợ, phá qua khỏi những cái vùng kháng cự. Và sau đó chúng ta đợi một cái nhịp giá nó hồi về trở lại những cái vùng đó và chúng ta tìm kiếm cái cơ hội để chúng ta sinh ra được cái entry chúng ta. Tuy nhiên có một cái điều thì mình cũng muốn nhắc nhở và cũng muốn yêu cầu với các bạn, đấy chính là để thành thạo với cái chiến thuật này chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ về cấu trúc thị trường là như thế nào. Bởi vì ở trong đồ thị và ở trong thực tế các bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều những cái điểm mà có vẻ như nó là hỗ trợ, có vẻ như là kháng cự, nhưng mà sau đấy thì sao, giá nó chạm những vùng đấy nó không đảo chiều, nó không quay đầu. Và đây với câu chuyện thực tế nó xảy ra với rất là nhiều người rồi. Không phải cái hỗ trợ nào cũng giống cái hỗ trợ nào, không phải cái kháng cự nào sẽ giống cái kháng cự nào. Điều đó có nghĩa là gì? Không phải bất cứ khi nào giá nó đến một cái vùng hỗ trợ nó sẽ quay đầu và nó sẽ bật lên trên. Và không có nghĩa là khi nào giá nó đến những cái vùng kháng cự nó sẽ quay đầu, sẽ giảm điểm xuống. Hiểu về cấu trúc thị trường sẽ giúp cho bạn phân biệt những cái điều đó. Và mình sẽ tổng hợp nhanh, ngắn lại những cái yếu tố các bạn cần phải biết về cấu trúc thị trường. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là trong một cái giai đoạn bất kỳ của thị trường thì sẽ có 3 xu hướng chính: xu hướng tăng, xu hướng giảm và cuối cùng là xu hướng đi ngang. Tuy nhiên ở trong thực tế thì thị trường không hề cho chúng ta nhìn nhận một cách quá là dễ dàng xu hướng mà cho chúng ta rất nhiều những cái biến thể khác nhau. Thế nên như mình đã nói, cái điều quan trọng nhất là các bạn cần phải làm quen với những cái mô hình và với những cái diễn biến ở trên thị trường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận diện những cái mô hình chuẩn. Đối với một cái mô hình ở trong xu hướng tăng thì mô hình này được bắt đầu bằng một con sóng tăng, sau đó một con sóng giảm điều chỉnh và tiếp tục là một con sóng tăng, sau đó một con sóng giảm và cuối cùng là một con sóng tăng. Có thể mọi người đều sẽ mong đợi giá sẽ di chuyển đẹp như thế này trong mọi trường hợp. Thế nhưng thực tế ở trên thị trường thì ít khi giá chạy đúng như những cái gì ở trong sách giáo khoa. Trên thực tế thì đa phần sẽ thấy giá nó sẽ di chuyển như thế này. Đấy chính là giá nó đi lên, sau đó sẽ hồi xuống, sau đó giá lại không đi lên luôn mà lại hồi xuống tiếp xong mới đi lên. Hoặc là cho có rất nhiều những cái trường hợp khác nhau nữa của thị trường mà các bạn sẽ phải đối mặt. Và nếu như các bạn muốn áp dụng tốt cái chiến lược breakout và retest thì các bạn phải hiểu rõ và các bạn nắm bắt được cụ thể về hai cái mô hình này. Và chúng ta sẽ chỉ áp dụng cái chiến thuật với cái mô hình đầu tiên. Còn đối với cái mô hình còn lại thì mình khuyên các bạn không nên vào lệnh nếu không muốn bị stop loss. Điều thứ hai của chiến lược này đấy, chúng ta sẽ cần phải xem giá nó phản ứng với những vùng hỗ trợ và những vùng kháng cự như thế nào và nó phá vỡ ra khỏi những vùng đấy như thế nào. Đây là những cái điều rất là quan trọng. Đầu tiên thì chúng ta có một con sóng đẩy, tiếp theo chúng ta có một con sóng hồi và từ đấy chúng ta sẽ có một cái vùng kháng cự xuất hiện. Để cái xu hướng tăng xuất hiện thì chúng ta sẽ cần có một con sóng đẩy nó tiếp theo phá vỡ qua cái vùng kháng cự này. Sau đó thì để xác nhận đây cái vùng có một cái xu hướng tăng thật sự
thường nó sẽ có một cái cú để quay trở lại kiểm tra cái vùng kháng cự vừa bị phá vỡ trước khi mà giá nó tăng lên tiếp. Vì vậy, cái điều chúng ta cần làm đấy chính là xác định cái vùng mà giá nó sẽ quay trở về, nó kiểm tra lại và chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm vào lệnh ở quanh cái khu vực này. Đối với cái mô hình xu hướng giảm thì các bạn cũng sẽ áp dụng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta sẽ chờ đợi một cấu trúc giảm. Sau đó thì chờ đợi giá quay trở lại cái vùng hỗ trợ vừa bị phá ở thời điểm trước đó. Và điều cuối cùng là chúng ta sẽ canh một cái entry chúng ta vào lệnh ngay tại cái khu vực này. Điều quan trọng cuối cùng mà mình vừa nói đấy, chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái. Thứ nhất là mô hình của xu hướng tăng và thứ hai là mô hình của xu hướng giảm. Tại sao mình phải nói cái điều này? Bởi vì ở trong thị trường ấy thì có một cái giai đoạn gọi là thị trường đi ngang, hay còn gọi là thời điểm thị trường sideways. Thì ở trong giai đoạn này nó sẽ không xác định được xu hướng, nên đây là một cái giai đoạn chúng ta nên tránh, chúng ta sẽ vào lệnh. Và đối với cá nhân của mình thấy thì trader hay có một cái thói quen không được tốt lắm, đấy chính là việc chúng ta thường tưởng tượng ra cái xu hướng đó, hoặc là chúng ta sẽ tin rằng là giá nó sẽ tăng hoặc là giá nó sẽ giảm. Thế nhưng những cái điều này nó lại hoàn toàn không có thật. Những cái niềm tin ấy, nó những cái không có thật. Và những cái mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ cần phải những cái sự xác nhận trên thị trường. Và chính những cái niềm tin này nhiều khi nó hơi vô cớ và nó hơi bị gọi là FOMO một chút, chứ sẽ làm cho tài khoản các bạn bị thua lỗ và làm cho cái nhận định của bạn trở nên là không đúng, bởi vì nó hơi bị vội vàng quá. Các bạn phải ghi nhớ và phải lưu ý cái điều này. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể biết được cái tín hiệu vào lệnh tại cái thời điểm mà cái xu hướng đấy nó cạn kiệt, hay là những cái thời điểm mà xu hướng đảo chiều? Lúc này thì mình sẽ áp dụng những kiến thức về nến cũng như là lựa những cái hình thái của nến để xác nhận. Và các bạn hãy theo dõi cùng với mình cái mô hình sau đây. Và trước khi vào cái phần thực tế thì như mình đã nói, cái việc mà các bạn đọc nến, cái việc mà các bạn nhìn vào những cái nến nó đóng vai trò thực sự rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nến đấy nó thể hiện rất nhiều những điều trên thị trường, cái lực mua như thế nào, cái lực bán nó như thế nào. Và hai nữa, khi các bạn nhìn được cái nến, các bạn sẽ không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào những cái công cụ, những cái con robot hay là những cái chỉ báo màu mè, những cái chỉ báo phức tạp ở trên thị trường. Mình có cài những con bot, mình có cài những công cụ ví dụ như là tự động vẽ trendline, tự động vẽ kháng cự, rồi tự động tìm ra entry, tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng thì mình hiểu một vấn đề, để chúng ta phải nắm được từ cái gốc, phải nhìn được những cái nến nó kể cho chúng ta cái gì diễn ra trên thị trường. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu với cái mô hình xu hướng tăng. Thì khi mà cái xu hướng đảo chiều thì sẽ có ba cái giai đoạn chính. Cái giai đoạn đầu tiên đấy chính là phe bán nó đang tương đối là mạnh. Giai đoạn thứ hai đấy là cái giai đoạn cân bằng giữa phe mua và phe bán. Và giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà phe mua đã quay trở lại và áp đảo cái phe bán rất là nhiều. Cụ thể thì các bạn hãy theo dõi cái mô hình nến sau đây. Như các bạn có thể thấy, đây là một cái bộ nến thể hiện rõ cái mô hình đảo chiều trong một cái xu hướng tăng. Và ở cái giai đoạn đầu tiên mà mình đang có những cái cây nến đỏ với cái lực giảm tương đối là mạnh này. Tuy nhiên sau đó thì cái lực giảm đã yếu dần và chuyển sang cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn đi ngang. Và ở cái giai đoạn 2 thì cái lực mua và cái lực bán nó cân bằng ngang ngang với nhau. Và những cái cây nến này thì thường sẽ có phần thân nến nó tương đối là ngắn. Và đến cuối cái giai đoạn này thì là cái giai đoạn phe mua xuất hiện và nó áp đảo hoàn toàn. Và đây chính là cái giai đoạn mà có cái cây nến xanh với phần thân nến dài để xác nhận rằng cái phe mua đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Và đây sẽ là một cái thời điểm để các bạn thấy nó tương đối là tốt để đưa ra nhận định vào lệnh của các bạn. Tuy nhiên thì không phải lúc nào thị trường chuyển động một cách nó đẹp đẽ và trơn tru như vậy. Thế nên ngoài cách này ra thì các bạn thể áp dụng một cách đơn giản hơn, đấy chính là chúng ta tìm những cái mô hình nến đảo chiều để chúng ta xác định được cái điều chúng ta cần có. Và trước đây thì mình cũng đã làm một cái video về những cái mô hình nến đảo chiều quan trọng rất là chi tiết và cũng khá là tâm huyết của mình. Và đây là một cái kiến thức nền tảng mà mình nghĩ là bất cứ cái bạn nào cũng nên có và các bạn cần phải xem lại. Và cái phần link đến cái video đó mình để dưới phần mô tả, hoặc bạn scan cái mã QR code hiện ở trên màn hình thì các bạn sẽ đến cái video một cách nhanh hơn. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình đến với cái phần ví dụ để chúng ta hiểu về cái chiến lược này hơn. Ở đây chúng ta sẽ theo dõi cái biểu đồ của vàng trên khung thời gian là M5. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm cái mô hình và nhận diện cái mô hình một cách chính xác. Ở đây chúng ta có một cái con sóng tăng mạnh xuất hiện này, và sau đó một con sóng hồi điều chỉnh, và tiếp tục lại có một con sóng tăng mạnh và phá vỡ qua cái khu vực đỉnh này. Như các bạn đã thấy thì mình đã có cái cấu trúc của một xu hướng tăng rõ ràng. Thế nên đến lúc này chúng ta sẽ chờ đợi giá sẽ hồi về lại cái vùng kháng cự vừa bị phá này. Sau đó ở đây thì chúng ta sẽ cần phải làm một việc, đấy chính là theo dõi cái hành động của giá thông qua những cái cây nến ở trên biểu đồ. Ở đây các bạn để thấy rằng có những cây nến đã hồi về cái vùng này. Và khi mà quan sát đến những cây nến này thì các bạn để thấy rõ ràng một điều, đấy chính là phe mua và phe bán nó đang tranh chấp với nhau tương đối là mạnh. Và cái điều mà mình chờ đợi lúc này là một cây nến xanh với cái phần thân nến dài để xác nhận rằng cái phe mua đã xuất hiện và chiếm được cái ưu thế trên thị trường. Sau đó thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy có một cây nến xanh với cái thân nến nó khá là dài,
và mình sẽ xem test để vào lệnh ngay tại cây nến này. Stop loss theo mình dự kiến thì sẽ được đặt ở dưới cái vùng hỗ trợ, và TP thì bạn thể đặt ở mức cố định là 1R hoặc là 2R. Và như mình thì mình sẽ để ở mức 2R và chúng ta sẽ cùng xem xét kết quả nó như thế nào. Sau đó ở đây thì giá nó đã đi lên và lệnh này đã đạt được cái mức take profit là 2R. Tuy nhiên sau đó thì giá lại tiếp tục hồi về cái vùng hỗ trợ này, và chúng ta sẽ cùng xem cái hành động giá trong thời điểm đó nó sẽ như thế nào. Sau khi xuống đến cái vùng hỗ trợ này, các bạn sẽ thấy cái đà giảm giá ở đây thì nó đã chững lại và nó đã yếu đi. Ở đây chúng ta xuất hiện một vài cây nến với phần thân nền nó tương đối là ngắn. Và cũng theo như cái nguyên tắc này thì mình sẽ chờ đợi có một cây nến xanh mạnh xuất hiện để xác nhận là cái phe mua đã xuất hiện ở trong thị trường. Và ở đây chúng ta sẽ thấy đây là cái cây nến mà chúng ta quan tâm, và mình đã quyết định vào lệnh ngay tại cây nến xanh này. Stop loss ở dưới vùng hỗ trợ và TP thì mình đặt ở mức là khoảng 2R. Và sau đó thì giá đã đi đúng như nhận định của mình và lệnh này đạt take profit. Tuy nhiên giá nó không chỉ đạt 2R mà nó thể đạt mức cao hơn, như các bạn đã thấy đấy là mức khoảng là 3R. Và tiếp tục đến với cái ví dụ tiếp theo thì mình sẽ lấy ví dụ trên một cặp tiền ở trong khung thời gian là khung nhỏ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cặp EU ở trên khung thời gian là M5. Các bạn có thể thấy mô hình xu hướng giảm đã được thể hiện ở đây nó cũng rõ, với những con sóng đẩy và những con sóng điều chỉnh như mình đã nói. Và lúc này thì chúng ta sẽ chờ đợi giá tiến đến vùng kháng cự này và chúng ta sẽ xem giá có những cái phản ứng như thế nào. Ở đây các bạn có thể thấy là giá nó đi lên chạm cái vùng kháng cự thì mình thấy rằng có một cái phản ứng nhỏ ở đây. Và các bạn có thể thấy có một cây nến với phần râu khá là dài thì nó thể hiện là cái phe bán đang lao vào mạnh mẽ. Và sau đó một cây nến đỏ thân dài nó cũng xác nhận rằng cái phe bán đang đã chiếm được ưu thế ở trong cái giai đoạn này. Và nếu như tìm hiểu về những cái mô hình nến thì đây nó là một mô hình nến nhấn chìm và nó sẽ có tên gọi là engulfing. Và đây là một mô hình nến đảo chiều rất rất là mạnh mẽ và các bạn cần phải lưu ý. Thế nên mình sẽ vào lệnh ở trong cái khu vực này, stop loss ở trên cái vùng kháng cự. TP thì mình đạt được mức ưa thích là 2R. Và cái kết quả như thế nào bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé. Sau đó thì giá đi đúng theo cái nhận định của mình và cái lệnh này của mình đã đạt được cái mức take profit kỳ vọng. Và đó là cái chiến thuật mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, một chiến thuật cổ điển nhưng một chiến thuật nó đem lại tính hiệu quả rất rất là cao. Tuy nhiên sẽ không có cái chiến lược nào là hoàn hảo, không có một chiến lược nào là hoàn chỉnh nếu như các bạn bỏ qua cái việc là quản lý vốn, nếu chúng ta bỏ qua cái việc là luyện tập mỗi ngày, chúng ta bỏ qua cái việc là rèn luyện cái tư duy, rèn luyện cái phản ứng chúng ta về thị trường. Nên nhớ rằng đây là một thị trường rất là mạo hiểm và đừng bao giờ các bạn đặt một cái lệnh buy hay một cái lệnh sell mà các bạn không chắc chắn một cái điều gì cả. Chúng ta ít nhất chúng ta cần phải có kiến thức, chúng ta cần phải có kinh nghiệm, chúng ta cần phải có quản lý vốn. Đừng coi như đây là một cái nơi các bạn thể kiếm tiền rất là dễ, đổi đời chỉ sau 1-2 ngày. Thực sự nó không phải là như vậy. Đây là một nơi các bạn hoàn toàn có thể mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư ở trên cái thị trường này. Vậy nên một lần nữa như mình đã nói, rất là mong các bạn cẩn trọng. Đối với cái chiến lược ngày hôm nay như mình đã nói thì đây là một cái chiến thuật nó tương đối là đơn giản nhưng cái tính hiệu quả nó cao. Nhưng mà dù gì chăng nữa mình rất là muốn và rất là mong các bạn để góp ý thêm với mình về cái chiến lược này. Bởi mình biết nó đâu đó sẽ còn những trường hợp nó bị nhiễu và những trường hợp nó đưa ra những thông tin nó chưa được chính xác. Nên là rất là hy vọng các bạn để góp ý thêm với mình để nâng cao cái tính hiệu quả của chiến thuật này. Và cảm ơn các bạn luôn dành thời gian để theo dõi video của Em Invest. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.